Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đó. Video hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác, đây là bộ ngủ sự. Bộ ngủ sự đồng vàng với kích thước là cao 60. Thì cái bộ này là nào gồm 5 món. 5 món thì là một đỉnh, chính giữa là một đỉnh, một đôi hạc và một đôi chân nến. Thì cái bộ 60 em giới thiệu đến các bác, đây là 5 món là nặng 29 cân, chất liệu đồng vàng và họa tiết là hoa sòi. Còn nến ở đây là nến trơn nha các bác. Và cái mẫu em giới thiệu đến các bác hôm nay có một phần đặc biệt, đó là em làm theo ý của khách, đó là em làm chữ Việt, phúc lộc thọ chữ Việt. Những cái bộ chữ Việt này là chỉ có khách hàng đặt là em mới làm, chứ em không có đúc chữ Việt. Bởi vì thường thì truyền thống thờ cúng của chúng ta thường là sẽ thờ bằng chữ Nôm, còn hàng chữ Việt là em đúc theo yêu cầu. Thì các bác có thể xem qua những cái họa tiết chất liệu đồng vàng. Thì ở đây đều là con nghê vượn cầu, hình ảnh con nghê vượn cầu, khuôn mặt dữ tợn để chấn hưng không gian thờ cúng. Thì như các bác tìm hiểu về một số ý nghĩa của nó là như vậy. Đây em cho các bác xem bên trong này. Những ngày lễ Tết các bác bỏ chậm vào đây, các bác xông rất là thơm mà cũng mang rất là ý nghĩa. Bởi vì những ngày Tết mà các bác thờ đỉnh đồng mà các bác xông trầm lên thì nó rất là linh thiêng, rất là linh thiêng không gian thờ cúng nhà mình. Còn ở dưới đây là hoa sòi. Thì cái bộ em giới thiệu đây là sẽ rất là phù hợp với những người như là mình thích đơn giản, mình thích sự đơn giản, thay cho bộ song long trụ nguyệt thì hoa sòi là cho bộ đơn giản và mang ý nghĩa phong thủy, là đem đến sự may mắn, sự thịnh vượng và thành công. Thì hoa sòi là thiên về may mắn. Còn đây các bác sẽ xem này, tai mây này, đúc liền nha các bác, bên em là đúc liền, chất liệu đồng vàng. Và chân lân cũng là đúc liền nha các bác. Thì em giới thiệu đây đến các bác là cái bộ này là bộ đơn giản. Bởi vì vậy nên là họa tiết nến cũng là nến trơn. Nến chỉ có một chữ thọ. Đây là chữ thọ. Và họa tiết trơn nha các bác. Đây không có họa tiết. Chỉ có mình con hạc. Chỉ có mình con hạc và đỉnh đồng là có họa tiết. Thì các bác thấy mắt hạc bên em này, các bác chỉ có thể xem ở xưởng của em là mới thấy được những cái họa tiết, những cái mắt có hồn như thế này. Chất liệu đồng vàng nhưng mà các thợ lành nghề bên em đục khắc rất là có hồn. Các bác xem từng đường lông của con hạc này. Đấy. Rất là đẹp. Em lấy ra đây cho các bác xem. Xem cả con rùa bên em này. Đấy. Rùa bên em làm chân này, vảy rùa này. Các đường tết mai rùa rất là đẹp nha các bác. Đấy. Thì các sản phẩm bên em là cũng rất là khác. Bởi vì bên em không chỉ là làm đỉnh đồng là chỉ có họa tiết đường trước, mà còn có cả họa tiết đường sau. Thì họa tiết đường sau là cũng sẽ giống hệt đường trước luôn. Mà hiện là em đang quay video như thế này nên là em cũng không nhắc cái đỉnh xuống cho các bác xem được. Nhưng mà cái họa tiết ở trước mặt đây là nó đường sau của nó sẽ giống như hệt. Thì ngoài ra bên em cũng còn rất nhiều những cái mẫu mã khác, em đăng ở những video khác trên kênh YouTube của em. Thì bác nào mà quan tâm, các bác để lại số điện thoại bên dưới cho em, hoặc liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.